Tiếp tục đến với ba là chó. À nhầm, ba là cho. Tựa game cho phép chúng ta nâng cấp bộ bài tây đã vô cùng quen thuộc để có thể tạo ra những combo bài năm lá mạnh nhất mà các bạn có thể tưởng tượng ra được. Thì ở tập trước mình đã tạo ra một combo ngũ quý năm lá giống nhau, còn trong video lần này mình muốn tạo ra một combo còn mạnh hơn cả combo ngũ quý nữa. Là gì? Các bạn hãy xem mình chơi thì biết ngay. Bộ bài mình sẽ sử dụng cũng giống như bộ bài ngũ quý, đó chính là bộ bài không hề có lá bài hình nào ở trong bộ bài đó. Thì lúc này bộ bài của mình chỉ còn lại 40 lá mà thôi, đã bỏ đi được 12 lá GQK của 4 chất đi rồi. Với số lượng bài ít đi như này, mình có thể rút được những lá bài mình cần nhanh hơn và chuẩn hơn. Nhưng mà cho dù kế hoạch như nào đi chăng nữa, mình cũng phải đối đầu với những cái thằng đệ với số điểm có 300 thôi, rất bèo bọt. Thằng đầu tiên chỉ cần 300 điểm để thắng nó thôi. Và bài mình đang có là gì đây? Đôi 8 và đôi 5 là một bộ hai đôi cũng được, nhưng mà mình nghĩ rằng mình muốn bỏ bớt đi, mình muốn có một bộ to hơn một xíu. Không có rồi, bỏ tiếp đi nào. Yes, chúng ta đã có luôn, đó chính là một bộ full house cù lũ 8. Đó, đây rồi. Quất luôn. Khá chắc bộ này sẽ đủ điểm cho mình để mình vượt qua được cái mốc này luôn. Yes, 336 điểm. Đưa ra ba tay bài còn chưa chơi, đạt được cộng bonus 3 đô nữa là 6 đô tất cả. Nào, có gì đây? Nâng cấp một đôi à? Thêm 2 đô với mỗi lần bỏ bài nếu mà mình không bỏ bài một lần nào. Có vẻ là cái này giúp cho mình được nhiều tiền đây. Được, được nha. Bây giờ mình có tới 4 lần bỏ bài, mình không bỏ bài lần nào là mình được tới 8 đô. Cái này là ngon đấy. Được, được nha. Giữ lại. Bài tarot à? Bài tarot, ok. Thế nào? Tarot giúp mình cái gì đây? Biến lá thành lá gương, triệu hồi hai lá hành tinh, biến hai lá thành lá bonus. Chưa có cái nào là ngon cho mình lắm. Chắc là mình biến thành lá gương đi. Biến lá ắt cơ này thành lá gương đi. Rồi, tỷ lệ là có 25% là nó phá hủy thôi mà. Đâu vấn đề lắm đâu đúng không? Rồi, thế nào? Rồi, bây giờ mình có 3 lần bỏ bài thôi à? Chắc là có 6 đô. Vậy thì bây giờ mình sẽ không được bỏ bài một lần nào hết. Mình phải đánh. Đây. Có ngay một phát cù lũ. Một bộ 3 với một bộ đôi. Lụm tiền. Rồi. Một tay nữa, 2, 3, 4, 5, thiếu con 6 nha. Thiếu một con cơ nữa để được cái thùng cơ. Như vậy thì mình sẽ phải chơi một bộ quỷ bắp vậy. Bộ quỷ bắp đi. Để bỏ bài thôi. Ok, có một bộ 3 và con này đi. Úp. Vừa đủ điểm, yes. Và bây giờ mình sẽ được tất cả là bao nhiêu? 4 đô nhờ thắng con này. 5 đô, 6 đô lận hả? Đúng rồi, 3 x 2 là 6 mà. Đó, lụm tiền. Cộng thêm 2 lá trên tay. 2 lá trên tay là cực kỳ lợi cho mình luôn. Tiếp tục nào, mở bài tarot đây nào. Tạo ra 2 lá tarot ngẫu nhiên. Được, biến thành lá đá. Cộng 50 chip. Lại có lá gương. Cái vụ lá gương này ảo ma nha. Lá này thành lá đá. Không có chất. Và không có số. Bây giờ có thể biến lá 2 này thành cái lá đá luôn. Và mình cứ đánh nó ra thôi là được. Ok đấy. Thì từ từ đi nào. Đầu tiên mình chơi 3 con 5 6 7 đã này. 5 6 7. Ok. Được 204 điểm. Tứ quý 2 rồi nha. Tầm 300 điểm. Từ 60. Ok, vậy thì bây giờ sẽ biến lá 4 này thành lá đá đi. Ui từ từ. Ê thì có khi thắng luôn đấy. Hơi căng. Cũng được. Biến lá 4 này thành lá đá đi. Rồi. Cục đá luôn. Và có một cái tứ quý. Pập. Đã thắng luôn, chắc chắn luôn rồi đó. Chắc rồi đó. Rồi giữ lá gương này biến để sau vậy. Thì mình muốn thử biến cả các lá ác thành lá gương thì thế nào. Phá hủy hai lá bài cũng được nha. Mình đang muốn bỏ phá bớt bài đây. Được. Cái này dùng được. Tiếp tục bài tarot tiếp này. Biến 3 lá thành chất rô. 3 lá thành chất rô à. Vậy mình sẽ biến. Đây. Biến 3 lá này thành chất rô đi. Rồi. Ok. Chế luôn này. 800 điểm. Mình có thể biến lá át này thành lá. Lá gương luôn được không ta? Mạnh đấy, nhưng mà bây giờ thì hơi tiếc. Thôi được rồi, rồi đã. Bây giờ là mình phải hủy hai cái lá đần độn đi này. Đó. Xóa hai lá đi luôn. Thế thì bây giờ sẽ là như này đi. Hai đôi đi. Rồi. Ba thằng hạ. Ok, một cái củ lũ này. Nhưng mình cần lá át. Mình cần lá át ở đây. Ok, ba lá át đã có. Rồi, biến nó thành lá gương đi. Một lá át rồi thành lá gương. 19. Ok, 6, 7, 8, 9, 10. Một cái sảnh nè. Rồi, 280 điểm. Rồi, 572. Và ok. Đây. Mình sẽ có một
cái cù lũ với một lá gương. Hy vọng nó sẽ không bị vỡ. Ok, không vỡ. 720 điểm. Rồi, ngon. Cộng 4 điểm nhân, cộng 2 điểm nhân cho mỗi lá Joker. Tức là mua này về là thành được cộng 8 điểm nhân. Ok, mua đi. Tạm thời mình cứ mua cái này đi, bởi vì là mình đang khá là thiếu những cái con Joker ngon. Đến tầm này rồi mà chưa có là hơi mệt. Rồi, tarot tiếp này. Biến thành lá thép, biến lá bên trái thành lá bên phải, nhân đôi tiền. Ôi, biến ba lá thành chất rô. À, ô, 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 mình sẽ biến đây ba lá thành chất rô. Rồi, cả ba lá này biến thành rô đi. Let's go. Vậy thì bài của mình đã có rất nhiều lá rô, trong đó có đến 4 lá át rô, 2 lá át rô gương. Đấy. Vâng, ổ cứng của mình nó lại hết dung lượng và các bạn không được nhìn thấy pha vừa rồi của mình. Một cái bộ full house cù lũ rất đơn giản thôi, cực kỳ nhỏ mà điểm lại cực kỳ cao, do mình có được những cái lá cộng điểm nhân đây này, nó quá nhiều luôn. Thế nên là giờ nó mạnh quá. Bây giờ bây giờ rất khó để mình có thể bốc được những cái lá này. Thế mà bây giờ mình lại đang muốn là có được nhiều điểm, nhiều tiền nữa chứ. Thôi được rồi, 6 7 8 9 10 đi vậy. Lụ một cái sảnh này đi. Ok. Cộng điểm nhân. Rồi đó. Điểm đã khá là ngon rồi. Biến lá bên trái thành lá bên phải, được nha. Mua về đã, tí nữa dùng. Bài tarot. Biến thành lá bài may mắn, biến thành lá sắt thép. Lại là biến lá thành chất rô. Biến lại thành chất rô ạ. Thế thì ngon quá. Rồi, có lá biến lá bài thành chất rô. Ok, quẩy. Rồi, thằng này phải đấu chơi 5 lá bài. Ok. 2 3 4 5 6 đi. Đó, mấy cái lá cùi bắp phải đánh trước đây này. Bye bye. Up 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 up. Let's go. Đây rồi. Đây là cái mình đang nhắc đến đây các bạn ạ. Từ từ nha. Bình tĩnh. Bây giờ phải cho cái này. Ui, bộ hai đôi này liệu mình có quá không ta? Chấp nhận bỏ một. À, hai đôi này có ăn không nhở? Cộng hơi bị nhiều luôn ý. Thật ăn quá à. Bắt buộc phải đánh như này rồi. Hy vọng là sẽ điểm thấp. Rất hy vọng sẽ điểm thấp luôn. Ui ôi ôi, may quá. Let's go. Ủa? Là let's go giữ chưa? Là let's go giữ chưa ta? Vẫn thiếu một con 10 rô hoặc là át rô nữa. Trời ơi, mình đã có 4 con át rô rồi. Mình không muốn phải biến thêm át rô đâu. Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ biến con 9 bích này thành một con 10 rô đi. 9 bích thành con 10 rô đã này. Có lẽ một cái này mình phải giữ lá bài lại. Vẫn giữ lá bài lại. Rồi, làm một phát thôi. Ui, từ. Lá này mà vỡ là cũng mệt nha. Vỡ là mệt đó. Thôi, có lẽ mình sẽ tiết kiệm hai lá này. Từ đi. Không cần phải đánh nó ra làm gì đâu. Đang cũng thắng rồi. Giữ hai lá đó lại đó. Rồi, đủ điểm ngay. Lụm tiền nào. Vẫn chưa được ra cái combo mình mong muốn đâu nha. Nhân đôi tiền. Mình bỏ 4 đô mua cái lá này, mình còn 11 đô, nhân đôi là 22 đô, tức là mình được lời 7 đô. Quá ngon luôn. Trời ơi, lá bài đúng bá đạo. Rồi, tarot ra nào. Triệu hồi hai lá tarot ngẫu nhiên, tạo ra một lá Joker ngẫu nhiên, hay phá hủy hai lá mình chọn. Được, đây là cái mình mong muốn đây, mình phải phá hủy bớt lá bài đi. Đây. Hai lá này. Bỏ bớt những lá nào mà vớ vẩn đi. Bài mình bây giờ chỉ có 36 lá thôi. Đấy, càng lúc mình sẽ càng rút ra chuẩn. Biến đổi một lá thành lá may mắn, tỷ lệ ngẫu nhiên 20% để được 20 điểm nhân và 4% để được 20 đô. Biết đâu mình lại may mắn được như thế. Rồi, tiếp vào này. Azo đây rồi. Ok nha. Ok, có rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cần là 3 4 5 6 7 đi. Rồi. Biến 3 lá thành chất rô. Các bạn có thể thắc mắc là tại sao mình lại giữ lá này đến bây giờ. Bởi vì đây này, mình muốn biến cái lá 10 cơ này này thành lá rô. Và thậm chí nếu được, cả lá 10 tép và cả 9 cơ 9 tép này thành 10 rô hết luôn. Và thôi được rồi, nếu mà nó là chơi thế thì mình bắt buộc mình phải làm thôi. Rồi, đến lúc này là mình phải chơi rồi. Ok nha, từ từ này. Biến thành rô này. Rồi, lá át rô này mình sẽ biến nó thành lá may mắn. Yes sir. Rồi, và đây chính là combo mà mình đang mong đợi. Các bạn thử nghĩ ra xem như nào. 3 lá át rô và 2 lá 10 rô sẽ là combo gì đây? Là combo thùng ư? Vì có 5 lá đồng chất. Hay là combo cù lũ full house? Vì có một bộ 3 và một bộ đôi. Không các bạn ạ, câu trả lời không phải là cái đó, mà nó sẽ là plus house.
lửa bùng cháy. Vâng, đây là một cái combo bài cực kỳ ảo ma, chỉ có thể có được ở trong tựa game này mà thôi. Chúng ta có một bộ gọi là thùng cù lũ các bạn ạ. Quá khủng khiếp luôn, với lửa cháy thế này. Và nó còn không có trong bảng xếp hạng của những combo bài. Đây là một cái như kiểu là một combo ẩn vậy ấy. Và đánh ra thế nào. Lửa cháy 13.000 điểm. 13.000 điểm chỉ bằng một bộ bài. Ê, nãy là nó có thùng đúng không? Nó tính là thùng thì đây, lá này sẽ giúp cho mình là được thùng. Thêm 4 đô vào cuối mỗi đợt. Ok, mình sẽ bập bỏ nó này đi. Bây giờ mình sẽ muốn hướng đến là phải có đủ combo là 3 lá át và 2 lá 10, hoặc là 2 lá 8, hoặc là 2 lá 7. Nên là mình sẽ phải sử dụng bỏ bài thì lá này không có tác dụng nữa. Bỏ đi. Và mình sẽ mua lá này về để bù lại. 4 đô vào cuối mỗi một đợt. Và bây giờ liệu là có lá hành tinh để mà nâng cấp cho bộ thùng cù lũ không? Thử nhá. Vâng, câu trả lời ở đây là không có, chỉ có nâng cấp thùng thôi. 3 lá 10 đã có nha. Rồi bây giờ là mình sẽ phải bỏ bài á này. Bỏ mấy cái lá nào đần độn bỏ đi này. Rồi, bỏ tiếp luôn. 3 lá 10 đã có, thậm chí mình có thể có luôn đây rồi. Một cái thùng cù lũ nữa luôn. Ngay ở tức ở đây, nhưng mà không. Ai làm thế? Mình chưa muốn như vậy. Mình muốn lấy lá át lên cơ. Mình muốn có lá át. Vậy thì mình sẽ chấp nhận là mình bỏ lá 7 luôn. Let's go. Đó. Rồi, gương này, át thường này, và 2 lá 10. Yes, thùng cù lũ, let's go. Không vỡ gương, rồi. Có tính nha, nó cũng là thùng. 16.000 điểm cho một tay bài, dụng tiền. Tạo ra một, ui, cái lá giúp cơ này có vẻ khỏe này. Tạo thành một lá, tạo ra một lá tarot khi mà mình vào đánh với một thằng đối thủ nào đó. Hoặc là đây là tạo ra hai lá hành tinh ngẫu nhiên, cũng được. Mình muốn thử xem là nó sẽ là cho mình cái gì. Ui, thùng phá sảnh với cả sảnh. Rồi được rồi, mấy cái này thì mình ra mình cũng không cần. Ngoài cái sảnh này là bỏ đi này. Nhưng mà cái thùng phá sảnh này thì cũng được nha. Có thể mình sẽ chơi được, có thể mình sẽ có những cái bài thùng phá sảnh. Rồi, hành tinh à. Mình vẫn muốn chấp niệm để xem là có cái lá nâng cấp cái thùng cù lũ của mình không. Let's go. Có nha, nâng cấp thùng cù lũ cộng 5 điểm nhân và 30 điểm. Rồi xong, tuyệt vời. Chắc chắn là phải có rồi. Hành tinh Ceres, hành tinh lùn. À, lỗ. Bây giờ, là 230 x 25. Được nha. Tarot đi. Tarot có cái gì nào? Biến thành chất rô. Ôi không, lại là rô nữa. Tạo ra là giúp cơ ngẫu nhiên thành lá may mắn. Biến chất rô nữa không ta? Biến chất rô nữa đi. Ừ, biến chất rô đi. Vậy thì mình sẽ có là 10. Đây. Và bây giờ bộ bài của mình 36 lá thì có đến 22 lá là chất rô. 5 lá 10. Ôi, chúng ta có một cái ngũ quý đồng chất. Đâu xem nào. Rồi, 2 lá 10 lên luôn. Không được bỏ bài đúng không? Không sao. Đó không phải là vấn đề. Đây. Không bỏ bài thì sẽ đánh bài. Gì căng. Rồi. Cũng được. Bài này cũng ok. Nào, cho xin át nào. 2 con át với cả mấy con 10 lên đây xem nào. Được luôn. Rồi. Thôi được rồi, giữ lá gương này đi. Mình hơi sợ sẽ bị lá gương này sẽ bay màu. Nên là mình sẽ đánh như này đi. Đó, lửa bốc cháy lên. Thùng cù lũ, combo bài mạnh nhất trong tất cả các combo. 13.000 điểm. Let's go. Thùng cù lũ này được không? Đứng trên đầu trên cổ luôn. Cộng 1 điểm nhân với mỗi một tay bài mà mình đánh không có lá mặt hình. Ô, đúng cái bộ bài mình là chuẩn rồi đấy. Vậy thì mình sẽ bỏ lá gì đi được ta? Đây, lá 4 điểm nhân này bỏ đi. Mình không cần nó. Cái này giúp cho mình càng về sau càng nhiều điểm nhân hơn. Vậy thì lấy hành tinh đi. Hành tinh để nó ra được cái lá, lá Ceres để tiếp tục nâng cấp thùng cù lũ. Rồi, bây giờ là 260 x 30 điểm. Cực mạnh luôn. Quẩy nó nha, 7.000 điểm à. Rồi ôi, rác. Biến. À, mình cần chơi cái bộ để mình có được điểm nhân ở cái xe buýt. Rồi, thế thì mình phải đánh rồi. Rồi bây giờ thử bộ này đi, để xem là nó cho mình ra cái gì nào. Đây, bao nhiêu điểm đây? Ok, là 1.000 điểm thôi. Rồi, đủ bộ thùng cù lũ. Cái này sẽ để dành nó. Đánh một bộ lởm khởm nào. Bộ lởm khởm để kích xe buýt lên. Cộng đó, đó. Bây giờ là đến lúc để mình tích điểm xe buýt rồi. Rồi. Thôi được rồi, giữ gương đi. 3 lá 10 đi. Vẫn chưa kích được cái lá này. Lá này vẫn chưa được phần trăm để ăn điểm.
26.000 điểm. Let's go. Vậy thì bây giờ mình cảm thấy rằng ấy là mình có tỷ lệ mình sẽ thắng được rồi các bạn ạ. Thắng được cái con trùm ở trong bản demo rồi. Như vậy bây giờ ấy, cái vấn đề không phải là đánh thắng được con trùm trong cái game này, mà là đánh thắng chính bản thân mình, xem là số điểm cao nhất mình có thể đạt được là bao nhiêu. Ceres, Ceres, không có Ceres lên cấp độ thứ 3, cấp 4, wow, bây giờ là 290 × 35, ôi ôi, quá mạnh luôn. Nào, 10.500 điểm, có một lá đá, được, biến lá bên trái thành lá bên phải, vậy mình cần Azo, mình cần cái lá Azo này, mình sẽ đánh đây, ok, đánh lá đá ra trước đi, để lụm cái điểm cái đã, cho là đá bay ra luôn. Rồi, Azo đã có. Bây giờ sẽ là một bộ linh tinh. Rồi, hấp linh tinh bay đi. Ôi, dí này, nhiều này. Rồi, một đôi. Tập điểm, đúng rồi, lên 7 rồi nhá. Được, được, được. Rồi, còn tay cuối thôi. Ui, lá gương này thôi. Ừ, lá gương này thì hơi chê nha. Bỏ luôn lá 10 đi. Bỏ luôn lá 10 đi, không sao. Bỏ lá 10, có lá 10 nữa. Ảo ma thật chứ. Bỏ luôn lá 10 nào. Rồi, có lát. Và như vậy thì mình sẽ biến nó. Đây, mình sẽ biến lá 6 bích này thành lá át gương đi. Ừ. Rồi, giờ mình có thể tự tin đánh lá át gương này ra luôn. Cấp độ 4. Không vỡ, đúng rồi. 57.000 điểm. 57.000 điểm ạ, quá khỏe. Át lá át cho thêm 4 điểm nhân và 20 chip khi được đánh. Vậy thì mình sẽ bỏ đây. Lá Joker này chỉ đá có 10 điểm nhân thôi. Chê nha. Không thể bằng là đai được. Còn 8 đô đây, mua hành tinh đi. Ceres. Không có Ceres rồi. Thôi, lấy thùng đi. Ok. 1:1/7. Bài bốc được sẽ bị úp, không sao. Mình có 10 rô ở đây. Từ từ nha. Mình đã bốc phải những lá gì rồi đây? Có hai lá bị úp, chắc chắn là nó sẽ là lá 10. 10 hoặc lá át thôi. Lá này này. Được rồi, bây giờ là mình cứ phải bỏ bài đã. Bỏ bài đã thì mình mới biết được. Rồi. Lại lá 2 này. Ok ok. Rồi, đây là lá át và nó sẽ là lá át rô. Đó. Chắc chắn rồi này, át rô này. À, chính là bây giờ mình đâu có lá át nào khác đâu. Toàn lá át rô không à. Thì ba lá át rô đã có này. Mình cần thêm lá 10 nữa. Cần thêm lá 10. Ok. Mình sẽ bỏ hết cái đống này đi. Rồi. Ba lá 10 đã có. À, thêm một tay nữa đây nào. Một tay quỷ. Đây. Ba lá át và hai lá 10 đã có rồi nha. Thì đánh cái này ra bừa thế nào. Ui. Ây da. Ê, từ từ nha. Từ. Cái này nó là cộng điểm nhân vào luôn. Vậy thì nếu mình mà xếp bài như này sao? Thì liệu là nó có nhân cuối cùng không? Tức là nó cộng hết xong rồi nó mới nhân. Nếu bây giờ mình để đây này, nó tính điểm từ trái qua phải thì nó sẽ cộng xong nó nhân luôn. Vậy thì nếu bây giờ mình xếp lại như thế này, ok, thử xem nào. Oh! Oh! 76.000 điểm. Đúng rồi các bạn ạ, nó sẽ mình sắp xếp lại bài á là nó sẽ kích hoạt lá đó theo thứ tự trước hay sau. Và những cái lá nhân mình phải để nó dưới cùng để nó nhân cái số tổng của mình lên. Rồi thôi xong rồi, quả này thì bá đạo rồi. Khi mình biết được điều đó thì mọi thứ nó đã trở thành easy luôn. Rồi xong rồi nha tụi bay. Tụi bay xác định đi cái game này. Lại là một lá Ceres nữa. Nâng cấp lên cấp 5. 320 × 40 điểm. Quẩy luôn. 14.000 điểm mà. Chiến luôn, nó sợ gì mày. Rồi xong, đã có đủ bộ này luôn rồi. Và mình bây giờ chỉ cần đánh spam mấy cái lá đần độn này thôi. Up. Rồi, lụm một ít tiền. Cộng 13 điểm nhân rồi nha. Pop. Chỉ cần đánh bừa đi. Đánh bừa nó xong thôi. Rồi, lá đá này. Ê, chà. Ê, từ từ. 5 lá 10 rô. Ui, nó chỉ lấy là ngũ quý thôi. Nó chỉ lấy là ngũ quý 100 × 10. Nhưng mà thôi, ngũ quý này không thể bằng được với quả thùng cù lũ của mình ở cấp độ 5 được rồi. Nên là thôi nha. Chê nha. Đây, cho mày vào luôn nè. Rồi, lụm điểm. Đây. Rồi.
Nhưng mà cái lá này phải để vào sau này. Đó, mình chỉ cần điểm như này thôi là đủ rồi, không cần phải lá gương này. Lá gương này chỉ để khi mà mình cần cực kỳ nhiều điểm thôi. Đó, 44 nhân đôi lên. Ủa? À, nó kích hoạt của lá giấy. Cộng 20 điểm nhân. Ồ, được. Lá spectral này là gì đây? Thử đi, 4 đô thôi à? Cho một negative và một con Joker. À, tức là sẽ cho là mình được cộng thêm một ô để Joker nữa. Nhưng mà sẽ trừ đi một ô trên tay mình. Mình đã cộng 2 rồi, bây giờ mà trừ đi 1 thì cũng còn là cộng 1 mà, cũng vẫn là lời. Thêm, à, dấu ấn vàng và một lá bài ngẫu nhiên trên tay. Lá đó sẽ trở về tay mình khi mình sau khi mình đánh nó ra. Dạ không cần thiết lắm. Rồi, Joker đi. Rồi, bây giờ mình sẽ có thêm một ô nữa để Joker. Và nó sẽ là lá Joker ảo ma này. Đó, 6 ô Joker rồi. Nào, let's go. Trừ đi 9 lá trên tay, từ 10 xuống 9, không vấn đề. 2, 3, 4, 5, 6 này. Đó. Rồi, 2, 3, ơi. Thôi, cái này mình bỏ bài đi. 3 con 10, ok. 6, 7, 8, 8, ủi, thiếu con 9 rô là thùng phá sảnh rồi. Lá đá này thật ra cũng không cần lắm. Mà thôi cũng được, đánh đi. Có điểm là cũng lấy thôi. Rồi, ok, át lên hết tay rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa thỏa mãn. Mình muốn lá át lên đây. Đây mới là cái mình mong muốn đây. Đó, chỉ cần như này đủ điểm rồi, không cần lá gương. Lá gương từ từ đi. Dư lắm, 43.000 điểm, dư lắm, không phải sợ. Spectral hay là hành tinh? Hành tinh chứ. Ceres lên cấp 6, 350 x 45. Trời ơi. Rồi, thằng chùm, tất cả lá mặt hình đều bị hủy kỹ năng. Chắc tao cần, chắc tao sợ quá. Rồi xong, đây có luôn này. Đã có luôn bộ thùng cù lũ cấp 6. Không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng mình có lẽ vẫn phải tiếp tục là mình đánh những cái lá ra đi. Một cái thùng đi, mình mua một cái thùng đã. Ui, mình có 6.000 điểm thôi, không sao. Rồi, cái này, tiếp nào. Ui, nhân nhiều thế. Rồi, mình vẫn muốn là thêm lá át lên đây. 2 lá 10 đủ rồi, cho tôi lá át được không ạ? Ok, lá đá luôn à. Thế thì cho lá át này lên đi. Và lá 10 này lên nữa. Rồi, bộ một bộ 3 như này và có 3 lá gương. Thêm một lá gương đi. Ê, quên, lá gương phải để sau. Ok, thôi được rồi, thế được. Rồi, ok, chốt hạ nào. Lá gương để sau chứ. Lá gương để sau, quên. Đấy ơi, lá gương phải để lá gương ở sau để xem nó nhân tới mức độ như thế nào. Trời ơi, 111.000 điểm. Thấy chưa, mình chưa xếp bài lại để cho nó chuẩn nha, mà đã được 111.000 điểm rồi. Xếp chuẩn nữa nó còn tới đâu. Trời ơi, lụm tiền, 33 đô, tha hồ mà mua sắm luôn. Nào bây giờ thì hành tinh nè, Ceres, không có Ceres. Thôi được rồi, lấy nâng cấp thùng thì cũng được. Voucher, có thêm một tay bài nữa mỗi một đợt. Ok, ngon, một tay bài nữa cho mình có thể thêm một lần tích thêm điểm nhân này lên. Rồi, Tarot đi, biến 3 lá chất bích. Nâng bậc của 2 lá lên 1, nhân đôi tiền. Nhân đôi tiền nữa sao? Nhân đôi tiền nữa sao? Ôi được rồi, nhân đôi tiền nữa đi. 32 đô. Tiền để đâu cho hết? Xoay chứ gì nữa. Cộng một lá tarot nếu mà có 2 hoặc nhiều hơn lá 8 được chơi. Có vẻ hấp dẫn nhỉ. Cái này mình sẽ có tarot rất nhiều luôn ạ. Với cái bộ bài mình đang đánh giờ toàn là combo áp với cả tạ với cả 10 thôi. Chắc chắn là mình sẽ có được cái này. Điểm nhân này tối đa chỉ là 20 điểm nhân thôi. Ok, có vẻ như là mình cũng không cần cái like đâu. Mình sẽ lấy lá Joker đi. Mình muốn thử nghiệm xem nó như thế nào. Biến một lá thành lá ảo ma, được dùng thành bất kỳ chất nào. Ok. Rồi. Trời ơi, tới con chùm luôn rồi. Tới con chùm cuối luôn rồi. Tất cả những lá bài của mình đều bị hủy kỹ năng, trừ phi mình bán một con Joker đi. Rồi, ok. Bán Joker đúng không? Đâu rồi, đây. Bán con Joker này đi. Thêm 4 đô vào cuối một đợt. Giờ cần gì nữa đâu, bán nó luôn. Bán, được chưa ạ? Có bài, biến đổi một lá thành lá ảo ma Canada. Thật ra thì giờ cũng không cần nữa, bây giờ mình cũng ngon hết rồi ấy. 10 mình có hết đây rồi, nó lại không cần thiết ấy. Rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn có một bộ combo gọi là siêu phẩm. Nào,
cả mọi thứ đều đặt vào trong cái combo bài đây. Điểm mạnh nhất sẽ là bao nhiêu? Từ, mình muốn đánh hết ra. Đây, đây, đã có này rồi này. Nào, luôn đi này. Ok, để xem mình sẽ được bao nhiêu điểm đây. Lá đá, ok. Rồi, còn hai tay nữa. Ok, đây, lá át này là mình sẽ bỏ đi này. Bời đây, rồi. Là mình sẽ có hai lá hơn 8 rồi, là sẽ ra một lá bài tarot cho mình. Ủa? Là phải ghi điểm à? Phải ghi điểm mới tính à? Không sao, rồi, bỏ. Bây giờ mình đang mong mình đang kiếm cái gì ta? Ê, chính ra mình không biết mình đang kiếm cái gì luôn đấy các bạn. Ừ ha, mình đang kiếm cái gì vậy? Đủ hết bài rồi mà. 3 lá át gương và 2 lá 10 là đủ rồi mà. Mình đang kiếm cái gì ta? Được rồi, mình rút hết cả bộ bài mình lên. Và đây sẽ là bài cực kỳ mạnh, bài mạnh nhất từ trước đến giờ. Đây, phải xếp lại cho chuẩn nha. Đó, xếp lại này, 3 lá gương nhân đôi điểm nhân phải để sau, tức là nhân đôi lên, nhân đôi, tức là nhân 8 lần đúng không? Nào, để xem được bao nhiêu điểm đây. Cấp độ thùng cù lũ là cấp 6. Let's go. Ô. 196.000 điểm, 200.000 điểm. 200.000 điểm mình đã đạt được. Và đây, 196.420 điểm là cái combo bài mạnh nhất mà mình đã từng tạo ra được. Phải có những cái combo bài bá đạo như này mới ăn tươi nuốt sống được mấy thằng trùm. Wow. Ê, quá ghê gớm luôn các bạn ạ. Tâm ba la cho này, tuổi gì mà đòi thách thức danh hài, đúng không? Ngài ơi. Vậy là combo bài gần như là tối thượng trong trò này mình đã có rồi. Vậy thì nếu mà để tăng thử thách lên á, chỉ có thể là chơi những combo bài dưới thôi mà mình vẫn thắng được thì thế mới là ghê. Các bạn muốn ở những tập sau mình sẽ chơi và nâng cấp những combo bài nào, hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Khi nào có tập tiếp theo mình sẽ để lên đây luôn. Còn trong lúc chờ đợi thì hãy bấm vào video này để xem khi mình dồn hết sự tức giận của mình với tụi slam vào những cú bấm chuột thì sẽ trông như thế nào nhá. Mình sẽ gặp các bạn ở bên video này nhá.